Đứng sau tiêm có nghiêm trọng hay không ạ? Xin mời giáo sư ạ. Chứ giờ vấn này thì tôi thấy khá là nguy hiểm, nên làm tư tiêm vaccine COVID-19. Bây giờ thành phần nào có vaccine là người ta dưỡng vào thì nên cái nhắc mọi người chú ý không tiêm người này dưỡng.